đây nè. Ủa chưa về hả? Giờ về hả? Xong rồi, rồi chờ mẹ làm nãy chút cái đã hả? À nãy mẹ cũng chụp được mấy tấm nhưng mà không biết có đẹp hay không. Trời ơi, này mẹ coi còn đừng nói trời ơi. Thì làm thinh đi, đừng nói mẹ ai hết. Ta đâu có biết mẹ của ai đâu, bịt mặt nữa mà. À, chào mọi người trên trang Facebook của mình nha. À, hôm nay mình đi tới trước trường Khơ nè. Đã Khơ High School ha. Đây là ngày chuẩn bị vài bữa nữa là ra trường rồi. Ở đây là địa chỉ là 8150 đường Howell Sugarland nha. Khơ High School. 8150 đường Howell Sugarland, Houston. Howell Sugarland. Rồi bây giờ hồi nãy mình quay cái khúc phim kia nó bị không biết sao nó bị hư. Giờ đó còn nói chuyện chưa nửa tiếng. Nói nãy giờ mà đi nửa tiếng dữ vậy hả? Dạ. À nãy mình đi 11 giờ giờ 11 giờ 50 dữ vậy ta? Cô nói chuyện nói congratulations cho cả lớp này này kia. Ủa sao một group này có mấy đứa à? Thì cái này là lớp khó. Có mấy đứa? Một cái lớp khó nhất trong trường, không có ai muốn lấy, không có ai muốn học đâu. Giờ đi đường nào đây? Ok, chờ chút xíu con kêu. Mẹ đưa lên trên đó về mà lấy cơm cho em ăn nữa. Ủa đi chơi mà không đem tiền, tôi cũng không có tiền trong bóp luôn nha. Rồi này qua nhà nó thôi. Đi ăn chật á. Okay. Đi đường biết nát hả? Rồi, chờ chút xíu. Sao hỏi hả? Grandville Drive. Hôm bữa thứ sáu, một tuần lễ hai ngày, một ngày thứ tư, một ngày thứ sáu nó đi vô trong trường. Thì ngày thứ tư nó test thì nó có tên Bele. Đi Bele hả? Ừ, Bele. Còn cái ngày thứ sáu nó không có test mà nó làm cái bài trong trường luôn. Rồi nó nộp bài coi như nó nói là nó có mặt mà sao bây giờ nó gọi là nó nói không có mặt. Ai? Absent. Vinh. Mẹ mới gọi lại, mẹ nói mọi thời tuần rồi là 2 ngày. Tôi không biết nó thi môn gì nữa, không biết chủ đề gì ai biết đâu nè, nhưng mà tôi nhớ tôi đưa vô 2 ngày thứ tư với thứ sáu. Có 2 ngày nó có vô lớp, nó nói ngày thứ tư nó có test nhưng mà cái ngày thứ sáu nó không có test, thành ra bây giờ nó để nó coi, nó chỉnh, nó sửa lại cái attendance của nó. Rồi nó nói tí nữa có gì nó gọi lại. Chừng rất mắc á, cái đó, cái bấm giờ, chưa có bấm giờ đó. Con bây giờ là thứ sáu à. À, ông thầy cũng trả lời chưa? Ông dạy chạy xe không trả lời chưa? Chưa. Không làm thinh hả? Kỳ vậy. Ông bỏ mặt chó cắn á, lụm tiền rồi.
thấy đường Well Crest chỉ bên phải thôi. Đi thẳng trên Bel Air. Well Crest trên High Star. À, này nó cất trường Elip Early. Tại vì nó làm đổ chùm nhẹp rồi đó, chạy qua chạy lại 5 lần 7 lượt rồi cuối cùng đọc được là Elip Early đấy, góc nè nè ngót ở bảng có phải không, phải Elip Early không, đọc coi. Early Childhood Center. Oh, phải giống như pre-K ha. Vậy là đi khe hả? Chắc vậy đó. Giống như đi khe mà mua miếng đất này lớn quá vậy ta? Chắc là cái playground ở đằng sau cho mấy đứa đó. Ừ, đi khe mà đất này lớn quá luôn. Mặt kinh cũng rộng nữa. Không biết cắt cái nhà bị lớn. Tell me a dollar number.